Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu Bộ Y tế làm rõ việc tiêm vaccine COVID-19 thuộc diện tiêm tự nguyện hay bắt buộc. Đồng thời, Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng vaccine COVID-19, trong đó làm rõ tình hình phân bổ sử dụng, số vaccine đã tiêm và tồn kho, nhu cầu vaccine và kế hoạch sử dụng trong thời gian tới, báo cáo Chính phủ trước ngày 4 tháng 6. Trước đó, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết 13 tỉnh thành chưa tiếp nhận vaccine được phân bổ hoặc xin chuyển đến nơi khác. 22 địa phương chỉ tiếp nhận một phần số vaccine COVID-19 do khó vận động người dân đi tiêm. Hiện còn số lượng khá lớn vaccine tồn ở các địa phương. Hiện chưa có văn bản quy định về việc tiêm vaccine COVID-19 là tự nguyện hay bắt buộc. Tuy nhiên, thời gian qua, Chính phủ, Bộ Y tế và các địa phương luôn khuyến khích người dân đi tiêm.